Chào thầy, em xin trình bày về cách một là sử dụng Learning Layout hiển thị lên. Nhất là ở đây thì ta có là khai báo cái viền. Ở đây em có khai báo viền là ở đây là cái có khai báo công viền rằng là em lập một file viền rằng là hiển thị nó cho nó màu xanh. Ở đây thì viền nó cắt bên ngoài thì nó sử dụng hai lệnh này là lệnh này là nó sẽ sử dụng hết phần điện thoại và nó sẽ cắt là thành 20 MB và ở đây là theo chiều dọc. Tiếp đến là layout con thì cái đường viền màu xanh và cắt theo chiều rộng. Tiếp đến là phần number 1 thì number 1 thì nó cắt bên phải bên này một bên là 20 và bên led 20 và right led 20 và right là 100 150. Lần hai này năm hai number nó nghĩa là khi mình nhập vào một số thì nó sẽ bị mất trên number đi và thay vào đó kết quả. Ở đây là khai báo trên number và size này có nghĩa là cho chữ nó in riêng id nó khi thì tiếp tương tự vậy thì ta có number 2 thì cũng giống như number tương tự number 1 cũng để chữ in nghiêm. Tiếp đến là từ chữ resort thì cắt phần bên bên phải là 30 và bên trái led thì 30 còn mà phim bên trên top thì là cắt là 10 dB. Này là test là ghi xuống ra và size thì nó cho nó là con chữ là 20 FP và cho kiểu chữ nó in nghiêng. Tương tự về kết quả vậy, ta sử dụng ID để là khi mình nhập vào này thì nó sẽ mất chữ, thì nó hiển thị ra sẽ nó mất chữ kết quả này và nó sẽ hiển thị cái phần của mình cần hiển thị. Thì kết quả thì cắt phía trên là thành 10 và left thì 50 và right thì 20. Tương tự cái lệnh him này thì nhập kết quả vào thì nó sẽ ấy được kết quả đi. Sai từ kết quả là 20 SB. Tiếp tục layout tiếp theo là layout các nút bất tầm bất tầm về dấu cộng. Tương tự dấu cộng thì nó sẽ sử dụng là trong khoảng là từ 80 phía trên phần nguyên cái nút đó là sẽ có là chiều ngang và chiều ngang 80 và chiều rộng 80 và nó cắt bên led thì 10 và ra thì là 20, cắt bên sát màn hình thì 10 và bên kia là 20. Còn tiếp đến là cho viền nút là ở đây là em có khai báo luôn viền cho màu viền nút là màu xanh khi mà mình gọi khai báo ra luôn thì lúc bắt đầu nó là sẽ nó cho cái viền nút nó màu xanh. Test thì điền dấu cộng và color là cái màu đó là màu đỏ và cái size của dấu cộng là 30 FP và để chữ in nghiêng. Tiếp đến là tương tự vậy là dấu trừ cũng vậy luôn, cũng là chiều ngang và chiều rộng đều là 80 và tiếp theo là nút chia thì tương tự vậy em cũng để vậy luôn và tiếp theo đến là xài nút random thì để nguyên cái màn hình và cắt cái hai cái đường viền bên ngoài là 10 10 10 và để màu viền nút là background nó cho luôn vào cái phần đã khai báo trước và test nó là random và kiểu chữ nó màu xanh lá cây và kiểu chữ là 30. Tiếp đến là em thiết kế phần tên của mình
là test đặt tên, nó sẽ sử dụng hết màn hình và size chữ là 30 và màu chữ là tại chữ là 30 và màu chữ là màu đỏ. Thực tế là nó cái phần code để nhập vào đây cho nó hiển thị kết quả mà mình cần. Ở đây tương tự thì khai báo edit test là number 1, number 2, test view kết quả và bước tầm là cộng trừ nhân chia và random. Ở đây thì ánh xạ có nghĩa là ta sẽ gắn cái nút number 1 thành number 1, sẽ đến number 2, tương tự là kết quả ID kết quả cho kết quả và cộng trừ nhân chia random bất tầm cho các nút cộng trừ nhân chia. Thứ đầu tiên là về dấu cộng thì nút cộng thì có khai báo integer, nó sẽ đổi cái nút integer nó thành kiểu chuỗi, hai kiểu chuỗi, xong rồi lúc kết quả thì kết quả này nó sẽ bằng number 1 cộng number 2. Khi nó ra kết quả thì nó ra tới kiểu integer, thì mình hiện phải bắt hiện thì là mình phải đổi qua kiểu string lại để nó hiện thì ra kết quả. Đó lên thì mình đổi từ kết quả ra integer ra kiểu chuỗi. Tương tự dấu cộng thì dấu trừ cũng vậy. Đến dấu chia thì ở đây có number 1 chia number 2 thì kiểu double kết quả này có nghĩa là khi mình hiển thị là nó sẽ hiển thị số thập phân sau thập phân hai chữ số khi mình chia. Tiếp đến là phần random thì random là kết quả thì bằng như random là nó cũng là kiểu như vậy, sẽ chạy từ không, từ số đến từ vô cùng. Khi mà nếu đây là mình so sánh giữa nút 1, nút 2 để coi thử cái nào min, cái nào max. Min nào max và cho nó hiển thị ra, nói chung là random nó hiển thị từ ví dụ mình số 3 với số 5 thì nó sẽ hiển thị có thể là số 4, số 3 hoặc số 5 gì đó là phần random. Thử chạy. Ví dụ như là số 6, số 4, cộng là 10, trừ là 12, trừ là 1,5, sẽ ra đúng như vậy. 6. Nhận lên số khác, số 5, là số 3. Bốn, hai, ba, bảy, tới đây là trung tâm thừa bạn.